Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay em xin giới thiệu ba con trâu câu biển. Cái loại này chỉ câu biển thôi chứ không ở đâu câu được hết. Biển rất là nặng. Thì đầu tiên em xin giới thiệu con Daiwa Sea Lion 800. Cái con này còn rất mới nha. Mấy anh em xem sơ qua cái ngoại hình đó nè. Con này còn rất mới. Con này có đầy đủ chức năng chi cước, côn, xả mồi. Con này số vô cước số 12 vô tầm được 800m á. Cái hàng này là hàng lớn luôn đó. Con này nó còn rất mới nhưng mà nó không có thông số trên vỏ hộp rồi. Cái này mất vỏ hộp rồi anh. Có con ốc còn nguyên riêng này. Chưa có mở ra luôn. Hai cái giắc này là hai cái giắc để cột dây để hoặc người ta cột dây cáp để khóa vô thuyền của rớt máy. Rồi. Cái nút này là cái nút xả mồi đây. Tới với đưa tự do. Cái máy này rất là mới nha. Đây là đang chế độ để click drag này, muốn tắt nên là kéo lên. Xoay ngược lại. Cái nút này là bật lên á là nó đi tự do này. Mà cái loại này khác với cái đời mới á, là nó không có tự động nhả đâu. Xả xong tới cái mục đích, tới cái đích mình cần là mình tự đá lên thôi. Quay mới được. Con chi cước còn rất là mới. Sứ hồng. Trên thân có logo của Daiwa. Cái loại này là dùng tay phải hết nha. Cái loại dòng máy này là dùng đa số là dùng tay phải hết. Con này cước nó cũng ngang ngửa với con này nè. Thì tầm cước số 12 á. Cước số 10 á, vô được 110m. 1100m, số 12 900, số 16 là 700, số 18 là 650 và số 20 là tầm 550m. Cái loại này là lớn luôn nha. Cái này cạo cá lớn lắm. Rồi con này con số 1. Giá em nó là 500.000. 30.000 tiền ship nữa. Shop phần còn lại shop hỗ trợ. Phí ship là 30.000. Rồi tiếp theo con số 2. Con số 2 là Dynamic ST400. Con này cũng của Daiwa luôn. Hàng này là hàng Nhật. Ngoại hình nó còn sáng mới này. Nó không có thông số gì hết. Nhưng mà máy móc còn rất là êm. Đó. Chia cước. Côn. Cái này là đang xả mồi nè. Cho chạy tự do. Nhưng mà khi mà đa số cái loại này là như cái con trước em nói là nó không có xả tự động đâu. Phải bật bằng tay. Rồi, bên này là cái nút shift spawn cho ra chậm 25 đây. Còn cái này là sau click kéo xuống là nó kêu à. À mấy con này là radio ống là tầm 3.1 hết nha. Con này số 8 vô được khoảng tầm số 10 vô được khoảng tầm 200m á. Máy còn rất là mới. Mấy cái loại này là cạo cá rất là mạnh nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu tiếp. Con này con số 2 này cũng giá 500.000. Cộng 30.000 tiền ship. Rồi tiếp theo là con này cũng Daiwa luôn. Ba con này là Daiwa hết. Con số 3 này cũng là Daiwa luôn. Con này còn rất là mới nè. Con này đặc biệt có hai chế độ. Vừa dùng con vừa con spawn và vừa là hãm tay nè. Cái này là cái hãm tay đây.
có hai cái miếng bố hai bên nó khóa cái xì bôn lại, không cho đi, chỉ chặn xuống thôi là cứng ngắc luôn đó. Thì nó với lại cái loại con tay là cũng hao 50 vậy thôi. Cái nút này là cái nút hãm đây đó. Rồi cái này là sau clip, cái này phần giác cước. Cái máy này rất là lớn nha. Cái phần này cũng tương tự như mấy cái loại kia. Cái này bật tự động này. À cái này là cái hãm á, hãm tay á, không phải là tự động. Còn cái này mới tự động này. Đó, nó là đi tự động này. Đó. Cái này khóa lại, khóa trở ngược luôn. Cái này là xả màu. Cái này là mình bật mới khóa lại. Thì con này á thì kéo tầm có 2 tầm này, cái loại mà quay tay á là 30 lb, 1200 m. Còn với lại cái cả cái hãm tay này nè là nó lên tới 80 lb, 80 lb là tầm 40 kg á, đi được 500 m dài. Cước số 8 á, cước số 8 á là đi vô gần 2000 m, số 10 vô 1600, số 12 vô 1300, số 16 vô 1000, số 18 vô 900, số 20 vô 800. Loại lắc rất là lớn luôn. Cái này em vệ sinh chưa kỹ nè, còn mà nhện nè. Nhưng mà quay còn rất là êm. Cái này bằng khung thép nè. Vỏ, hai cái má vỏ ngoài là bằng carbon. Còn cái này, cái phần này bằng thép luôn nè. Máy này còn rất là êm luôn. Rất là lớn và êm. Con này cũng giá 500 ngàn luôn. Tất cả ba con máy này đều là đồng giá 500. Thì bác nào thích con nào thì nhắn tin giùm em qua số điện thoại 0932 455 47 giùm em nha. Em cảm ơn.